Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, dù có quy mô không quá lớn, sức mạnh Hải quân Việt Nam vẫn khiến nhiều quốc gia phải nể phục với biên đội tàu tên lửa đông đảo. Theo thống kê của Global Firepower, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có trong biên chế 65 loại tàu chiến các loại. Trong số này có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 13 đầu tên lửa tấn công nhanh và 8 tàu tên lửa. Tuy nhiên, điều mà khiến thế giới nể hơn cả đó là những năm qua, quân đội Việt Nam đã không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm chế tạo các loại tàu chiến, tàu chống ngầm made in Việt Nam để có thể chủ động trang bị cho lực lượng hải quân mà không phải phụ thuộc vào vũ khí của nước ngoài trong tương lai gần. Theo thông tin từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tin vui là hiện nay, các nhà máy đóng tàu quân sự của chúng ta đã có khả năng thi công chế tạo các loại tàu tên lửa thế hệ mới và chống ngầm hiện đại có mang tên lửa tầm xa. Đây là điều mà rất ít quốc gia có thể làm được. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, theo thông tin được đăng tải trong bài viết Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia đăng ngày 19 tháng 9 trên báo Quân đội Nhân dân điện tử, nhân sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức buổi giới thiệu các sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu. Bài viết trích báo cáo của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, hiện nay với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng cục hơn 600 đồng chí có trình độ, tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ, kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Theo đó, Tổng cục đã có các dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí, dây chuyền sản xuất, sửa chữa khí tài, dây chuyền sản xuất đạn, ngòi, đồng bộ đạn, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và dây chuyền sửa chữa các loại đạn cao xạ, đạn pháo. Đối với nhóm vũ khí lục quân, Tổng cục đã sản xuất được từ súng ngắn đến hỏa lực bộ binh, đạn, mìn, khí tài quang học, ngòi nổ, thuốc phòng thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và phụ kiện nội, các sản phẩm lưỡng dụng như cáp thông tin, lượng nổ huấn luyện, các loại lốp xe quân sự, v.v. Đặc biệt, trong báo cáo nói về nhiệm vụ đóng tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, những năm qua, các nhà máy đóng tàu đã đóng mới thành công các loại tàu quân sự như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo tuần tiễu, tàu cứu hộ tàu ngầm. Với năng lực đã được đầu tư, hiện nay các đơn vị đóng tàu quân sự có khả năng đóng mới các tàu tên lửa thế hệ mới, tàu chống ngầm, tàu mặt nước của Hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, sửa chữa đến cấp vừa cho tàu ngầm Kilo 636, cải hoán, hiện đại hóa, sửa chữa lớn và đảm bảo kỹ thuật cho tàu hộ vệ tên lửa, tàu chống ngầm và các loại tàu mặt nước cho lực lượng chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển. Vâng thưa các bạn, với những thông tin này, chúng ta có thể vui mừng khi biết được rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã đủ khả năng làm được tàu chống ngầm và các loại tàu chiến mặt nước cùng với tàu hộ vệ tên lửa. Đây đều là những món đồ chơi khủng, nguy hiểm, phức tạp, tốn kém không kém tàu tên lửa, trang bị cũng thuộc dạng đặc thù. Chính vì vậy, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng làm được. Riêng tàu chống ngầm, trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay những quốc gia có thể sở hữu công nghệ sản xuất ra chúng. Đó là Mỹ, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga và một số ít quốc gia khác. Vì vậy, thông tin Việt Nam có thể đóng tàu chống ngầm chắc chắn sẽ là tin sốc với nhiều người quan tâm đến vũ khí trên thế giới. Tuy nhiên, chắc chắn người ta không mấy ngạc nhiên khi biết về mục tiêu phát triển tàu chống ngầm của Việt Nam. Ai cũng biết, Việt Nam sở hữu bờ biển dài và có vùng thềm lục địa lớn, nhiều tài nguyên. Thế nhưng, đây cũng là nơi thường xuyên được để ý bởi người láng giềng tham vọng và xấu tính. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Trong đó, nâng đời các vũ khí tối tân và trang bị tàu sang ngầm cho hải quân là điều không thể thiếu. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chế được tàu săn ngầm thì liệu con tàu made in Việt Nam sẽ được thiết kế như thế nào? Hiện nay, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 5 chiếc hộ vệ săn ngầm hạng nhẹ lớp Bedia 2 Project 159A và lớp Bedia 3 Project 159E có lượng giãn nước trên 1.000 tấn. Tuy nhiên, các tàu này đều đã có thời gian hoạt động dài, lên tới hơn 40 năm. Việc đóng tàu săn ngầm cỡ nhỏ khoảng 1.000 tấn có lẽ không quá khó đối với chúng ta. Ví dụ như Việt Nam có thể tiến hành nâng cấp, cải tiến từ thiết kế tàu pháo tuần tra TT-400TP của nhà máy Z-173 Hồng Hà thực hiện. Chúng ta có thể cải tiến với TT-400TP như cách mà Liên Xô thực hiện với đề án tàu chống ngầm cỡ nhỏ 1241.2 Monia 2, phiên bản của tàu tên lửa Monia
mà Việt Nam đã chế tạo thành công tàu chống ngầm 12412 có lượng rãn nước khoảng 500 tấn, dài 57m, trang bị pháo 76mm, kèm pháo phòng không AK-630. Hệ thống chống ngầm của tàu có hai bệ rocket RBU-1200 và 4 ống phóng ngư lôi 406mm hoặc 2 ống phóng ngư lôi 533mm. Tàu chống ngầm 12412 phóng đạn rocket săn ngầm RBU-1200. Bố trí ngư lôi 400mm hoặc 533mm trên tàu cỡ nhỏ dưới 1.000 tấn dĩ nhiên là không dễ, nhưng không tới mức không có thể. Chúng sẽ được đặt dọc hai bên hông tàu, mỗi bệ một ống phóng là đủ. Hoặc chúng ta cũng có thể nâng cấp từ thiết kế tàu Munia 12418 cùng đời với 12412, nhưng điều này sẽ vướng vào bản quyền của Liên bang Nga. Do đó, lựa chọn giải pháp sử dụng TT-400TP để phát triển xem ra là hợp lý hơn nhiều. TT-400TP có lượng giãn nước đầy tải 480 tấn, dài 54m, trang bị pháo hạng 76,2mm AK-176 và một pháo phòng không AK-630. Giải pháp nâng cấp chống ngầm với tàu TT-400TP có thể sẽ như tàu 12412 vậy, bố trí toàn bộ vũ khí chống ngầm dọc sườn tàu. Vẫn sẽ giữ được pháo hạm, pháo phòng không và tên lửa hải đối không tầm thấp. Vâng, chắc chắn tàu săn ngầm Made in Việt Nam sẽ có hệ thống tên lửa đối không tầm thấp các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính là công nghệ tuyệt vời sẽ tăng thêm sức mạnh của tàu săn ngầm, khiến các thế hệ tàu ngầm của kẻ thù phải xanh mặt. Không những thế, về vũ khí chống ngầm, với các tàu săn ngầm cỡ nhỏ hoạt động gần bờ, Việt Nam có thể tiếp tục tận dụng công nghệ của Liên Xô nhưng vẫn còn hữu hiệu tới ngày hôm nay như hệ thống rocket chống ngầm RBU-1200. Loại này hiện vẫn còn có mặt trên một số tàu chiến cũ của Hải quân Việt Nam. Thưa các bạn, có khá nhiều phương án cho việc cải tạo hoặc đóng mới tàu săn ngầm cỡ nhỏ mà tính khả thi hoàn toàn trong tầm tay của quân đội Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta nên nghĩ xa hơn một chút, liệu rằng Việt Nam có đóng được tàu săn ngầm cỡ lớn khoảng 2.000 tấn chẳng hạn? Với năng lực quốc phòng của Việt Nam hiện nay, các chuyên gia quân sự cho rằng điều này hoàn toàn có khả năng. Bởi lẽ, theo các chuyên gia trong lĩnh vực quân sự của Việt Nam, về cơ bản, việc đóng mới tàu săn ngầm cỡ lớn dễ dàng hơn nhiều so với tàu tên lửa cỡ lớn do hàm lượng công nghệ ít hơn. Ở tàu săn ngầm, điều quan trọng là phát triển hệ thống dò tìm thủy âm hay còn gọi là sonar. Đây cũng là lĩnh vực đã được Viện Kỹ thuật Hải quân tập trung đầu tư trong suốt thời gian qua. Về vũ khí, tàu săn ngầm sử dụng các loại như bệ phóng rocket săn ngầm, ngư lôi hạng nặng chống ngầm. Đây đều là những vũ khí được Việt Nam tự chủ chế tạo trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tàu tên lửa cần phải phát triển đa dạng như khung thân đảm bảo kết cấu sau nhiều phát bắn, hệ thống radar kiểm soát hỏa lực tiên tiến và phối hợp chỉ thị mục tiêu tầm xa để tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu. Ngoài ra, dự án tên lửa chống hạm nội địa Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, việc tự đóng tàu tên lửa có lượng giãn nước tới 2.000 tấn vẫn gặp phải nhiều khó khăn hơn so với việc đóng tàu săn ngầm 2.000 tấn. Thưa các bạn, ngoài nỗ lực để cho ra đời con tàu chống ngầm đầu tiên Made in Việt Nam, thì nền công nghiệp quốc phòng của nước ta nhiều năm qua vẫn luôn phấn đấu để có thể tự đóng mới những con tàu có hàm lượng công nghệ cao, trong đó cố gắng đóng tàu chiến mặt nước tới 2.000 tấn và cả tàu ngầm. Hiện nay, lực lượng Hải quân Việt Nam sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 thuộc đề án 11661E nhập khẩu từ Nga trong những năm 2010. Ngoài ra, còn 2 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang được chuyển giao từ Hàn Quốc có lượng giãn nước hơn 1.000 tấn. Do đó, số lượng tàu chiến cỡ lớn tầm 2.000 tấn có khả năng tác chiến cao của Hải quân ta là khá hạn chế, cần sự bổ sung trong tương lai để có thể tăng cường sức mạnh quân sự, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thế nhưng, chúng ta không cần phải quá lo lắng. Với thành công trong việc đóng mới loại tàu tên lửa tấn công nhanh lớp 12418 Munia theo dây chuyền và giấy phép từ Liên bang Nga, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hoàn toàn tự tin để có thể đóng mới tàu chiến đấu mặt nước có hàm lượng công nghệ cao. Cùng với đó là sự nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng tại các nhà máy đóng tàu lớn trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng như nhà máy Sông Thu, nhà máy Ba Son, nhà máy Z189. Đã đủ sức đáp ứng đầy đủ mọi yếu tố cho ta thực hiện những dự án đóng tàu chiến cỡ lớn mới. Video của Hồ Xanh Kiến Thức xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.
Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!